Ngày mai ngày 18 tháng 5, Tòa án quân sự quân chủng Hải quân sẽ đưa ra xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến và các bị cáo liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại ba khu đất trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Phiên tòa được mở tại phòng xử án quân sự thủ đô Hà Nội. Hội đồng xét xử có 5 người gồm chủ tọa Lê Thành Nam, thẩm phán Thượng tá Nguyễn Xuân Minh và ba hội thẩm quân nhân. Đại diện Viện kiểm sát quân sự quân chủng Hải quân gồm có Thượng tá Hoàng Đăng Tuyên, Thượng tá Ngô Văn Sáng, Trung tá Nguyễn Thăng Bình, Trung tá Nguyễn Đức Cường. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến bị truy tố tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điểm C khoản 3 điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 7 đến 12 năm tù. Hầu tòa với cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến còn có Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọc, cựu Phó Tổng giám đốc công ty Thái Sơn. Út Trọc bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân, bị can Nguyễn Văn Hiến không kiểm tra, tin tưởng cấp dưới nên đã ký phê duyệt các văn bản để đưa 3 khu đất quốc phòng vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định của Bộ Quốc phòng, của Chính phủ và Luật đất đai năm 2003, không kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra năng lực thực tế của công ty Yên Khánh, không kiểm tra việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất ở 3 khu đất, không kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau khi ủy quyền cho giám đốc công ty Hải Thành ký hợp đồng, bị can Nguyễn Văn Hiến không trực tiếp kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan và công ty Hải Thành, dẫn đến bị đối tác sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi để thế chấp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu đất cho bên thứ ba, không nắm được quy định của pháp luật về việc phải nộp tiền sử dụng đất. Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý sử dụng 3 khu đất số 2, số 79, số 911 đường Tôn Đức Thắng thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian 49 năm gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 939 tỷ đồng.